À, lô gỗ tầng 8 xin kính chào quý khách nhé. Hiện tại là 11 giờ của ngày mùng 5 tháng 5 năm 2020. Và thì tôi đang có mặt tại nhà anh Tráng ở xã Tân Phong, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc để bàn giao cho anh Tráng một chiếc sập và bằng gỗ hương đỏ. Sập trơn tam diện là chất liệu gỗ hương đỏ Nam Phi. Còn trên hình ảnh quý vị đây là anh Tráng chủ nhà đây và ở xã Tân Phong, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Và thì tôi đang bàn giao cho anh chiếc sập tam diện là gỗ hương đỏ Nam Phi, sập và trơn là quý vị đây là đây tôi đang lắp đặt tại gia nhà của anh. Và đây anh Tráng này. Và lần thứ hai, và lần trước lắp cho anh một chiếc như này ở nhà trên của anh ở Lào Cai anh nhỉ? Đúng rồi. Và hôm nay là anh lại lắp ở nhà quê anh. À, của ông bà cụ nhà anh một chiếc nữa đây, để là phòng thờ của gia nhà cấp 4 ở xã Tân Phong, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Và đó là anh Tráng. Thì mọi người có nhu cầu sở hữu một chiếc sập như của anh Tráng ở xã Tân Phong, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc này thì xin liên hệ cơ sở đồ gỗ Tùng Tám rồi nhé. Tôi chuyên thi công lắp đặt các đồ gỗ như sập thờ, sập bàn thờ này, giường tủ các loại đồ gỗ phòng khách như bàn ghế, kệ, tivi. Và thì nó xin chân thành cảm ơn anh Tráng đã tin tưởng và đã dùng đồ gỗ của cơ sở đồ gỗ Tùng Tám thôi. Và thì xin chào mọi người nhé.